Rồi hello đồ coi Nhật Bãi, chào tất cả anh em cần thủ nha. Hôm nay em tiếp tục lên cước câu về cho mọi người nha. Hàng em bán ra là chưa bao gồm phí ship là 35k trên một đơn hàng nha. Ship toàn quốc anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại là 0794559193 nha, Zalo cũng vậy. 0794559193. Rồi đầu tiên em xin phép lưỡi câu nha. Lưỡi câu thì em có mấy dòng lưỡi dành cho anh em về câu đài nha. Để dành cho anh em về câu đài. Câu đài đồ tùm lum này. Rồi dành gì cho mấy anh câu đài này. Đây. Lưỡi nè. Lưỡi này đóng nè nha. Đóng lưỡi nè. Đây. Một cái nè, cái này là lưỡi số 2 nè. Đấy, cái lưỡi này thì nó về nó có cái lưỡi ngon, cái lưỡi nó bị rỉ nha. Đây, như hộp này bịch này nè. Đây, bên trong nó còn ngon này. Về anh em câu đài lưỡi nhỏ nha. Đây. Một đây. Một bịch này là 5 lưỡi nè. Đây, một nè, hai nè. Này cũng hai bịch nè, thấy không? Đấy. Còn chữ nhật nó kêu mở kiểu gì đó. Này là thẻo sẵn nha, hai cuộn này. Ba cái này. Bốn cái này, nói chung là có mới có rỉ nha, nói chung là có rỉ ít. 4 này. 1 2 3 4 5 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. Lưỡi này là lưỡi số 2 nha, 10. Đấy, còn cái lưỡi này nữa nè. Lưỡi này cũng là lưỡi nhỏ nè. Lưỡi đây. Lưỡi nhỏ nhỏ xíu xíu số 1 nha, cái này là 6 lưỡi, nó thẻo sẵn 6 lưỡi trong này rồi. Đấy. Đấy. Đó đây, đóng này nha. Đóng này. Rồi, thêm lưỡi số 16 nè. Lưỡi số 16 nè, lưỡi số 16 này về cho anh em câu nước ngọt rồi nè, đây. Lưỡi thì có lưỡi bị rỉ, có lưỡi không bị rỉ nè, đấy. Đấy, đấy. Đây. Lưỡi có lưỡi rỉ không lưỡi rỉ nha, đóng nè. Đóng này, thêm một thêm nữa. Rồi. Cái này lưỡi số 5 nữa nè, số 5 này. Số 5 này, đấy, ba bịch này nữa nè. Rồi, bịch này nó thẻo sẵn tới một mấy mấy nha, nó hơi lùng thẹt. Rồi, đóng này. Đóng này nha, đóng lưỡi này để cho anh em giá là mã số 1, giá là 200k nha. Đóng này. Quá trời lưỡi luôn, về anh em câu cực kỳ lâu luôn. Đấy, lưỡi quá trời luôn. Rồi mã số 1. Cái này về anh em câu nước ngọt là ok nhất. Mã số 1. Giá là 200k nha. Tiếp tục mã số 2. Mã số 2 tiếp tục là câu biển nha. Đây. Hai là câu biển đồ lưỡi tùm lum đó. Đây. Số 2 nè. Số 2 này có lưỡi gì đây? Lưỡi này lưỡi câu biển nè, lưỡi nhỏ nhỏ xíu xiu nè. Đấy. Lưỡi xíu xiu nè. Lưỡi gì tùm lum đây. Đấy, cho mấy hốc đại nha. Rồi mã này mã số 2 nè. Mã số 2 này, cái này còn ít nè để hốc thêm nè. Hốc thêm lưỡi 16 nè. 16 nè, đấy, đóng nè. Đấy, hốc quá trời trời cho mọi người. Đây. Đóng này nha, đóng này nè, lưỡi số 16 nè và lưỡi số 2 lùm lum câu biển câu gì đây. Rồi, giá lóc này là đây, đóng này nha. Lưỡi 16 một xíu nè, có lưỡi rẻ lưỡi thật nha. Rồi. Mã số 2. À 400k nha, bán hai mã vậy thôi. Mã số 2 400k nha. À 200k nha. Mã số 2 cũng 200k. Mã số 1 cũng 200k nha. Tiếp tục mã số 3. Bán lưỡi bán vậy. Rồi. Tiếp tục mã số 3 nha. Mã số 3 thì bắt đầu là lên PE nha. Đây, một dòng PE cực kỳ xịn sò luôn dành cho anh em về lưu re lóc nha. Một dòng PE xịn sò dành cho anh em lưu re lóc này. Loại này là loại 1.5. Đây. Loại này là 1.5 này. Loại này là 1.5. Đây. 0.20 nha, sức tải là 16 kg, một cuộn này giá là 150k nha. Em để cho anh em giá là 3 cuộn để anh em giá là bao nhiêu? 300k nha, một size 1.5. Đấy, size 1.5, hôm trước anh nào điện hỏi mà em sợ hết này. Đây hôm nay còn này, còn sót 43 cuộn này. Rồi, 3 cuộn này nè, hàng còn đẹp nha, chưa qua sử dụng, hàng còn đặc đẹp, hàng Japan cực kỳ ngon. Dây 7 màu nha. Rồi mã số 1. Mã số 1 này để cho anh em giá là 1 cuộn giá 150, 3 cuộn là giá 300k nha. Y như mua 2 cuộn tặng 1 cuộn vậy. Rồi mã số 3. Mã số 3 nha. Rồi mã 3 giá là 150k.
3 cụm là 300k. Đấy, cái gì anh em điện gọi báo em nha. Tiếp tục mã số 2. Rồi mã số 2 tiếp tục là loại dòng cũng PE dòng đó, nhưng mà loại này là loại tới loại này là 2.0 nha. Loại này là loại 2.0 này. 2.0. Sức tải là 19 kg. Loại này là một cuộn giá là bao nhiêu? Một cuộn này là dây 7 màu nha. Dây này là dây 7 màu này. Một cuộn này là giá là 150 ngàn, mà anh em mua lấy hai cuộn á giá là 300 ngàn, mà ba cuộn là giá cũng 300 ngàn nha. Rồi, mã số 4. Mã số 4 này giá là 150k. Một cuộn độ dài là 100 mét nha. 2.0, sức tải là 19 kg nha. Rồi. Mã số 4. Tiếp tục mã số 5. Mã số 5 thì em có một dòng đây. Mã số 5 là em có một dòng đây. Con này được sản xuất tại Nhật. Con này là Daiko nha. Con này Daiko, dòng này thì rất là bền luôn nha. Nó cũng ngang ngửa với lại cước cung nhện nha. Dòng này super này, dòng này là xay bao nhiêu dây nó không bị xoắn nha. 035, độ dài là 150 m này. Đấy, 035. Một cuộn này là 035 này. 035 là em coi nó sức tải là bao nhiêu ký đây. 0.35 là sức tải là tới 32 lb, là sức tải con này khoảng bao nhiêu ký? 14 kg. Con này sức tải là 14 kg nha. Đây, con này là sức tải là 14 kg nè. 0.32 nè, là 0.32, sức tải là 14 kg nha. Đấy, cái này 0.35 rồi chứ. 0.32 là 12 kg. 0.32 là 12 kg nha. Cuộn này là 150 m nè. À, cái này 0.35 nhầm. 0.35 là tương đương với cước số 4.5. 0.35 này một cuộn nè. À, cuộn này là không mấy. Cuộn này là 0.25 này. 0.25 là anh em câu cá nhỏ nha. 0.25 là tương đương với cước số 2 à. 2.5. 0.25 là tương đương với cước 2.5. Độ dài cuộn này là bao nhiêu mét? Cuộn này là sức tải 8 kg nè, độ dài là 100 mét nè, hai cuộn. Tiếp tục cuộn số 3. Thứ ba là cuộn này thì hơi lớn, 0.47 luôn. Em lấy cuộn nhỏ hơn. 60. Rồi, một cuộn 0.45 nữa nè. 0.45. Rồi, con này cũng 150 mét, hai cuộn 150, một cuộn là 100 mét nè. Rồi tiếp tục. Loại này bao nhiêu? Lấy loại nhỏ vậy cho mọi người nha. Rồi, 0.25. Loại này là 0.25 nè. Độ dài là 100 mét nè, sức tải là 8.2 kg. Rồi. Thấy loại này 0.45 là 20 kg, loại này là 0.25, hai cuộn 0.25. Rồi tổng cộng 1 2 3 4 cuộn nha. 4 cuộn này để cho anh em giá là 4 cuộn. Dây là cuộn này dây màu trắng nè. À, cuộn này dây màu xanh nè. Cuộn này là dây màu gì đây? Dây màu xám luôn nè, dây 7 màu. Cuộn này là dây màu màu trắng. Rồi, 4 cuộn này giá là 200k, mã số 4. Mã số 5 chứ. Mã số 5 nha, 4 cuộn 200k. Mã 5. 4 cuộn 200k. Tiếp tục mã số 6. Rồi, em có một dòng carbon cực kỳ xịn sò luôn. Dòng này thì anh em về đây, combo size nhỏ về cho anh mọi người nè. Đây. Loại này là loại 1.2 nha, dòng flow carbon. Đấy, độ dài là 100 mét, sức tải là 7.4 kg nha. Dòng này thì cực kỳ trâu bò luôn. Đấy, dây thì rất là đanh luôn nha. Đây anh em nhìn sợi dây này, cực kỳ đẹp luôn. Dòng này xuống nước đồ nó tàng hình đánh rất là, dây nó là tuyệt đối không bao giờ xoắn nha. Lúc nào nó cũng thẳng hết đấy. Một cuộn này, một cuộn 1.2 này. Một cuộn là 1.5 này. Đấy. Về cho anh em dễ chơi nè, một cuộn 1.5 này, sức tải là 7.4 kg luôn nè, 7.9 kg, còn này là 7.4 kg nha. Cũng dây màu trắng này, đó, hai cuộn. Hai cuộn 1.5. Rồi. Rồi, hai cuộn nhỏ, tiếp tục cuộn số 3. Số 3 là tiếp tục là một cuộn đây. Cuộn 2.0 này. Cuộn 2.0 này, sức tải là 8.5 kg, độ dài là 150 m. Rồi, 1 2 3 cuộn này. Ba cuộn màu trắng nè, dòng flow carbon không bao giờ xoắn hết. Dòng dây này thì cực kỳ đỉnh luôn. Đấy, dòng dây này là cực kỳ đỉnh luôn nha. Đấy, thêm anh em một cuộn nữa là một cuộn cước tím. Đấy, một dòng này là siêu đỉnh rồi, flow carbon một mà đây, 0.4 nha.
sức tải là 3,8 kg đấy. Mấy dòng này thì đây, dòng flow carbon này, dòng tím này nó xịn hơn dòng này một chút nha. Đấy rồi, bốn cuộn này bình thường cuộn này là 300 đúng không, cuộn này là 200, cuộn này là 150 đấy. Combo lóc này toàn là dây nhỏ về cho một người câu đài nha, và tặng cho anh em thêm lưỡi nữa, lưỡi nhỏ về câu đài nữa. Rồi mã số mấy, mã số 6 à, mã số 6 giá là 400k nha, 400k 4 cuộn, 400k 4 cuộn nha, giá cực kỳ đẹp cho mọi người luôn, về cho mọi người câu. Mã số 6 4 cuộn. Tiếp tục mã số 7, mã số 6 4 cuộn nha. Tiếp tục mã số 7, mã số 7 là một dòng flow carbon đấy. Mã số 7 tiếp tục là một dòng flow carbon về cho anh em câu. Đây, dòng này là 5.0 này. Đây, 5.0 này về anh em làm thẻo câu biển hoặc là cẩu cá tấm đen nha. Tấm đen mới đánh được 5.0 này rất là trâu luôn. Sức tải là 16 kg nha. Về làm thẻo làm trục thì đánh lóc đồ vẫn ok. Dây là rất là sướng luôn, độ dài cuộn này là 200 mấy, sức tải là tới 16 kg, dây cực kỳ đỉnh rồi. Cũng sai số 5 này, số 5 thì làm thẻo thì có số 5 này, số 6 này, đấy, hai cụm nha, hai cụm số 5 này, số 6 này, đấy, hai cụm này, đấy, cụm này là 200 mấy, cụm này 200 mấy này, số 5, số 6 này, đấy, hai cụm, thêm cụm nào nữa, rồi, thêm cụm số 4, flow carbon màu trắng nữa, đấy, thêm cụm flow carbon màu trắng nữa, đấy, rồi, ba cụm nha, ba cụm. Rồi, thêm anh em cụm gì nữa? Số 8 rồi, lấy thay nhỏ nhỏ, số 5 mà. Chưa có số 5 đúng không? Rồi, cụm này là 200 mấy, à, số 5 này, cụm này là 200 mấy số 6 này, cụm này là 200 mấy số 4 này. Để em kiếm cái cụm đây cô nhỏ nhỏ này cho mọi người. Số 4 rồi đúng không? Số 4. Rồi, cụm tiếp tục là cụm Hero nha. Cụm này thì dây cũng cực kỳ trâu bò luôn. Đây, cụm này là dây số màu xanh, dây số 3 nha, tặng thêm nha. Đấy rồi, combo 1 2 3 4, 4 cụm này để cho anh em giá là 500k thôi nha. 4 cụm này là 500k, một cụm này bình thường nó nằm giá đã 300k rồi. Đấy, anh em thao khỏi đừng tính giá. Rồi, combo chừng này cũng nha. Rồi, dòng này thì dòng ni lông nha, 0.30, sức tải là 10 kg này, độ dài là 100 mét này, dây này, đấy, dây là dây màu xanh xanh nha. Rồi, 3 cụm carbon, 1 cụm ni lông. Rồi, mã số mấy? Mã số 7. Mã số 7 nha, mã số 7 giá là 7. Rồi. Giá là 500k mã số 7 nha, tiếp tục mã số 8. Rồi, số 8 là con nhện nè, con nhện xây nhỏ cho mọi người nè. Rồi, con nhện thì mọi người lấy thêm một size luôn nha. Đây, 0.40 nè. 0.40 một cuộn nè. 0.40 nè, loại này 150 mét nè, loại này 200 mét nè, 200 mét nè. Thêm một cuộn nữa nè, đấy. Cuộn này là 150 mét nè, combo 3 cuộn nè. Combo 3 cuộn. 3 cuộn. 3 cuộn con nhạy nè. Rồi. 4 cuộn con nhạy. 4 cuộn con nhạy nha, mấy dòng nhạy thì siêu trâu bò, siêu đỉnh luôn. Đấy, siêu trâu bò, siêu đỉnh luôn nha. Đấy. Rồi, thôi combo anh em sale anh em nha. Và combo anh em này 3 cuộn con nhện loại này là 0.40 nè. 0.40 nè, 0.40 nè, đấy. Thêm anh em một cuộn 0.35 nữa. Rồi. Lắp này 4 cuộn để anh em giá là 250k nha. 250k giá cực kỳ đỉnh luôn. Rồi, mã số mấy? 4 cuộn. 4 cuộn là 1 cuộn 0.35. 150 mét, 0.40, 0.40 và 0.40 luôn. Đây, 4 cuộn nha. Dây cũng nhảy. Máy dây này màu gì em cũng không biết. Màu xanh nè. Con này là màu gì? Cũng màu xanh nè. Con này là màu xanh luôn. Rồi, 4 con dây màu xanh xanh nha. Đấy, da màu kiểu này nè. Xanh rêu đây. Rồi, mã số mấy? Mã số 8. Rồi, mã số 8 nha. Mã số 8, 4 cuộn 250k. Mã số 8. Tiếp tục mã số 9. Tiếp tục mã số 9 là cung nhện. Anh em thích rất thích cung nhện. Đây. 0.50 một cụm nè. Lớn lớn cho một người 300 mét nè. 0.50 150 mét nữa nè, hai cụm nè, một cụm màu xanh, một cụm màu xám nè.
thức tải 26 kg nha, loại này bị che rồi. 0.50 cũng sức tải 26 kg luôn, hai cụ rồi, ba cụ là 300 m rồi, ba cụ rồi. Có bốn, có chừng này cụ luôn, sale anh em luôn, một cụ 300 m rồi, cụ này là 300 m nữa nè, cụ này 300 m chứ, cụ này 300 m, một cụ 500 m là 600 m nè, à 900 m, 900 m với lại bữa này nữa. Rồi sale anh em 1.500 đấy, hơn 1.000 m để anh em giá là 300k, ba cuộn cũng nhạy nè, 050 050 về cho anh em câu cá lớn nha. Đấy. Mã số 9. 050. Đang sai với cho mọi người dễ tìm. Tiếp tục mã số 11. 11 là mã số 9. Tiếp tục mã số 9. Rồi. Nhiều quá rồi không biết like cái nào. Rồi. Có dây đây qua. Một cái dây dòng một dây tim đi qua nha, tim đi qua loại này là 300 m này, 0.35 này. Sức tải con này là mấy ký đây? Sức tải con này là 10 ký nè. Đây dây này, dây cực kỳ tốt luôn nha. Dòng này thì cực kỳ đỉnh, dây rất là ngon luôn, rất là chắc. Rồi, cụm này giá là một cụm này là 300 m nè. Tim đi qua. Tim đi qua nè, rồi. Em anh em đây qua thì chơi đứa đây qua. Đây qua thì chơi với đây qua nha. Rồi, một cụm đây qua này là bao nhiêu? 0.50 nè, đấy. Một cụm này đây qua này 0.35 nè, con này là 0.50 nè. 0.50 rồi tiếp tục cụm gì nhá. Rồi, cụm này cũng đây qua nè. Đây qua 28LB nè, 0.38 nè. Rồi, dây này là dây màu xám xám nè. Đấy, đây qua 123 ba cụm này nha, ba cụm, một cụm này là bình thường giá nó phải nằm 500k, mà y như cụm này cũng phải là 200 đến 300k này. Rồi combo ba cụm này giá 300k luôn. Mã số 9 300k. Rồi tiếp tục mã số 10 em có mấy size lớn này sale cho mọi người luôn này. Rồi mã số 10 em có dây này là 0.90 nè, 0.90 nè, 0.40 nè. Đấy, loại này là mấy trăm mét, loại này là 80 m nè, loại này là 200 m nè, loại này là 70 m nè, loại này là 70 m nè, ba cụm nè, ba cụm nha, ba cụm 200 m, 040 nè, 070 nè, 080 nè, 80 m nè, 090 với ba cụm, ba cụm được 060 nè, bốn cụm nè, 060 nè, độ dài là 150 m nè, đấy, bốn cụm rồi. Năm cụm nè, cụm này là 090 nữa nè, đấy. Cái này em bán sale nha. Cái này sale lớn em sale hết cho mọi người. Rồi 040 nữa nè. Đấy. Rồi, 2 4 6 cụm, 6 cụm. Rồi để anh em giá là 200k nha, 6 cụm này nè. Một cụm là 040 nè tới 250 m nè. Cụm này là 090 nè, cụm này là 070 nè. Cụm này là 040. Cụm này là 080 và cụm này là không mấy đây. 060 đấy. 1 2 3 4 6 cụm, 6 cụm 200k nha. 6 cụm 200k. Mã số 10. Tiếp tục mã số 11. Thì em có dòng dây carbon nha. Dây carbon thì dây carbon số mấy đây? Em có số 12. Rồi. Tiếp tục dòng flow đây. Dòng carbon. Rồi em có dòng gì nữa đây? Nhiều quá rồi không biết bán cái gì luôn. Rồi. Một cụm Shimano Pitbull 6.0, một cụm Shimano Pitbull 8.0, một cụm Shimano Pitbull 8.0. Đấy, 1 2 3 4 cụm. 4 cụm Shimano nha. 6.0, 2 cụm 6, 2 cụm 8, giá là 300k nha, dây màu trắng. Đấy, 100 m. 100 m, 100 m. Rồi mã số 11. 11 này để cho anh em giá là 300k, 11 4 cụm. Tiếp tục mã số 12.
12 thì có dòng neo biển. 12 thì có dòng neo biển này, loại này là 0.55 nha. 0.45, xích tải cuộn này là bao nhiêu ký đây? Đây, dòng này thì cực kỳ trâu bò, chuyên về cho anh em câu đáy biển nha. Đây, một cuộn này là 200 m, một lóc này là 1000 m nha. 1000 m đấy, để anh em giá là 300k nha. Lóc này 1000 m 300k này. 0.45 200 m, 1 2 3 4 5. 5 cuộn là 1000 m nha, dây liền với nhau. Rồi giá là 300k, mã số con này là 0.45, xích tải con này là 15 kg nha. 15 đến 18 kg, dây con này thì cực kỳ đỉnh luôn, chuyên anh em câu đáy biển. Câu biển, nói chung là cẩu tra, tải cá lớn á. Rồi, mã số 12. 12 này để cho anh em giá là 300k, một lóc 1000 m nha. Tiếp tục mã số 14. 14 cũng có dòng neo biển, dòng này thì tới 1 ly luôn nha, dây này tới 1 ly luôn nè. 1 ly độ dài là 300 m đấy, sapan. Đấy, dây này thì chuyên về cho anh em câu cá lớn nha, cực kỳ trâu bò luôn. Một cụ lóc này là 10 cụ. Một lóc này là 10 cụ này, 1 2 3 4 5. Đấy, 5 cụ em bán giá là 200k nha, 200k 5 cụ này. Anh em nào lấy 5 cụ thì báo 5 cụ, anh em lấy 10 cụ thì giá 400k cả ship đấy. Rồi, sapan. Đấy, 0.100 ml nha, một độ dài là 100 m, dây liền nhau là 1000 m. Rồi. Mã số 13, 13 này để cho anh em giá là 200k, 5 cuộn, 5 cuộn liền nhau nha. Đấy, mua 1 tặng 3, mua 4 tặng 1. Rồi tiếp tục là một dòng cước nậu địa nha, cực kỳ đỉnh luôn. Cuộn này là 0.35 này, 300 m, 0.50 là 0.50 là 200 m. Đấy, 200 m nha. Em kêu em lựa xe nhỏ ra rồi em like mà rồi em thấy ông tay toàn xe lớn không. Rồi 0.45 300 m, 300 là rồi ba cụm này nha, ba cụm này để cho anh em giá là 200k luôn này. Một cụm 200 m 40 lb này, một cụm 300 m này, cụm này cũng 300 m. Tổng anh em nhận được là tới đây tới 800 m dài nha, 800 m dài giá 200k. Mã số 14. Rồi tiếp tục mã số 15. 14. Tiếp tục mã số 15, 15 tiếp tục là cái combo đây. Rồi, cước dòng cước đây qua này, dòng cước này qua này là 0.40 nè, 0.50 nha, dòng đây qua này đấy. Dòng này anh em về làm trục câu biển nha. Trục câu biển này, đấy, trục câu biển loại này là độ dài là 300 m cuộn này. Cuộn này làm trục rồi. Thêm anh em một cuộn là gì đây? 6.0 nha. Cái này là 0.40, 0.50, loại này là 0.40 nè. 6.0 loại này là số 8, loại này là số 6 nè, một cuộc làm trục, một cuộc làm thẻo nha. Đấy. Cuộn này bình thường là 300k nha, cuộn này nữa thì thôi. Rồi tiếp tục vẫn tặng thêm nha. Rồi một cuộn 0.47 nè. Một cuộc 0.47 nè. 47 độ dài là 150 m nha. Con này thì được sản xuất tại Nhật nha. Đấy, con này được sản xuất tại Nhật. Dây thì rất là đanh thép luôn. Dây nè. Rồi. 1 2 3 3 cuộn này. 3 cuộn này để cuộn này là 300 m rồi. 300 m, cuộn này là 150 m. 150 m, cuộn này là 100 m nữa. Đấy. 550 m nha. Rồi giá là 3 cuộn này. Giá anh em giá là 290k luôn. Mã số 290. Mã số 15. Tiếp tục là số 16. 16 là có dây đây. Rồi. Em có cuộn dây cước tím nè, dây tím này, dây tím thì cực kỳ đỉnh luôn. Lên là hết. Cước tím này thì anh em biết rồi, dây thì cực kỳ xịn loại. Loại này là loại 3.5 này, sức tải là 10 kg nè. Đấy, về anh em làm trục nha, làm trục làm thẻo câu cá. Nói chung là dòng này thì là thẻo là nhất rồi. Số 1. Dây thì cực kỳ đanh thép, anh em nhìn sợi dây này, đấy. Dây nó không bị sắn nha, xuống với biển là nó tàn hình đây. Anh em rút để dây ra này, thấy chưa? Đấy, dây ra là nó sẽ tàn hình đấy, nói chung là nó ít lộ lắm. Rồi, cuộn này là 3.5 này, một cuộn là 200 m nha. Cuộn này là 0.8 này, độ dài cũng 200 m, sức tải là 5.1 kg này, hai cuộn này, hai cuộn thêm anh em cũng công nhận nữa. Về anh em làm trục nha. Thêm anh em một cuộn công nhận nữa, anh em về làm trục này. Công nhận là 0.45 đi.
cũng nhận 0.45, độ dài là 300m rồi, 300m. Ba cụm này để anh em giá là 300k nha, ba cụm này để cho anh em giá là 300k, 045 300m này. Ba cụm. Không phải. Cụm này là bán rồi chứ. Bỏ nhầm này. Đây, đó anh em mà 045 này nè, 045 này là 200m nha, 200m. Đấy, cụm này là 3.5 này, cụm này là 0.8 200m này, cụm này là 200m nữa 045. Rồi, để anh em giá là 290k ba cụm. Mã số không. Để anh em ba cụm này, ba cụm này giá là 400k nha em nhầm. 400k nha. 400k, mẫu cụm flow carbon 400k là hai cụm kia là 200m rồi. Hai cụm là 400m, cụm này 200m nè. Cụm này 200m nữa. Rồi. Ba cụm này là 400k, 400k nha. Rồi, theo anh em một cụm 1.5 nữa đi cho nó tình cảm. Đấy, 1.5 độ dài 100m. Ba cụm carbon, một cụm công nhận 0.45. Rồi, 400k, mã số số 15. 400k. Là mã số 15. Và mã số 16 chứ. Mã số 16 nha, 400k. Tiếp tục mã số 17. Thì em có dòng carbon nè. Dòng này là carbon hết nè. Đây. 5 cụm carbon nè. 5 cụm carbon nè, cụm này là màu, hai cụm này là màu đây. Màu xám xám nè, màu này là màu xanh xanh nè, màu này là màu reo nè, màu reo nè, màu reo nè. Rồi, cụm này bao nhiêu mét? Cụm này là bao nhiêu mét đây? 100m 4.5, 100m 4.5, 150m 4.5, 150m 4.5 và 100m 4.5. Rồi, 1 2 1 cụm 2 cụm 3 cụm 4 cụm 5 cụm. 5 cụm này để cho anh em giá là 5 cụm, 5 cụm carbon nha. 5 cụm carbon, độ dài là 100m, 100 này, 150 nè, 150 nè. Đấy, 100 này, 100m nè, đấy. Hay may một cụm 100m nữa. Rồi, combo 1 2 4 6 cụm giá 300k. 6 cụm 300k nha. Bán lẻ bình thường một cụm nó đã nằm giá là 150k. Sale anh em luôn, 6 cụm 300k. Mã số hết cho rồi. Mã số 17. Đấy. Tiếp tục mã số 18. 4.5 nha. 18 có số 9 này. Cũng cả số 7 đi. Rồi. Cũng 6 cụm số 7 đi. Số 6 cụm số 7. 6 cụm số 7 cũng 300k luôn. Đấy. Bán lung cho rồi. Chặt quá. Đây. Con này là một màu này. Dòng carbon một màu reo luôn này. Đấy, con này màu đen này, một cụm này màu đen này. Đấy, câu này cũng nhấp chích này, còn lại màu reo nha. 1 2 3 4. Cụm này mấy trăm mét? Cụm 100m. Ô cụm này 200m luôn nè. Ô cụm này tới 200m luôn nè. Cụm này 200m luôn nè. Ô chú chắc cụm này 200m luôn. 200m luôn nha. Rồi 200m thì giá là 400k nha mọi người. Tại mấy cụm này quá là dài luôn. Đấy, sale mọi người sập sàn luôn. Đấy 400k nha. Hồi nãy mấy cụm kia là 100m đến 150m thôi. Mấy cụm này toàn 200m nè. 200m nè. 200m nè, thấy không? Rồi, về câu vừa chơi, câu vừa cho luôn. Rồi combo này là 300k à 400k. Mã số 400k nha, mã số 400k combo này, mã số 18. 400k. Đấy. Tiếp tục 19. Đây, em cũng có dây carbon số 12 này. 12 này, combo cho anh em luôn. Đấy. 12 này, cụm này là bao nhiêu mét? Cụm này tới 12 140m một cụm này, một cụm này tới 200m nè, thấy chưa? 12 200m carbon này. 12 200m carbon này. 12 140m nè. Rồi, 4 cụm này để anh em giá là 300k nha. 4 cụm carbon về anh em săn hàng săn hiếc. Đây, số 12 nha. Số 12, dây này màu gì đây? Màu xanh nè. Hai cụm này là màu xám nè, cụm này là màu xanh xanh re xanh nè, còn này là màu xanh đậm nè. Rồi, carbon sức tải là từ này là 0 chấm, tương đương là 0.60 nè, sức tải là 24 kg. Đấy, dòng carbon nha. Rồi,
300k. Mã số mấy? Mã số 20. Mã số 19. Rồi, em đây 19 mã nha mọi người. Mọi người cần loại nào thì nhớ báo em nha. Để mai em soạn, hứa mọi người là làm lên mấy cái xe nhỏ 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 mà quằn mới không có làm được. Rồi để chiều nay em chiều học mai em sẽ sale mấy cái loại dây nhỏ nhỏ nha. Còn dây lớn thì để lại sale sau.